Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Các cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc. Vân Hồ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, Sơn La quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xác định năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn phức tạp, nhiều thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 26 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan ban ngành, cán bộ công chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, giải quyết, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả các khó khăn vướng mắc liên quan đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ, việc làm và đời sống của nhân dân. Cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm quy định kỷ luật đảng, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên giải quyết khẩn trương những công việc tồn đọng, chậm tiến độ, nhất là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân, không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chăm lo xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong đảng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đôn đốc giải quyết vụ việc, vụ án tồn động phức tạp dư luận xã hội quan tâm, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, kiểm điểm thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định. Theo kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các đoàn công tác theo dõi đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại các địa phương. Dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3. Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lấy ý kiến từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3. Phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì. Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng mùng 10 đến 15 tháng 3. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức 6 đoàn công tác đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tại Hòa Bình và Lạng Sơn khu vực đồng bằng sông Hồng tại Thái Bình, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tại Nghệ An và Đà Nẵng, vùng Tây Nguyên tại Gia Lai, vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Chiều ngày 4 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức khánh thành nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc tại xã Mừng Bon, huyện Mai Sơn. Tại nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Thành Công đã nghe đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện trình bày các phương án, kế hoạch, tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khánh thành. Đến thời điểm này, chủ đầu tư nhà máy, đơn vị tổ chức sự kiện đã thống nhất lựa chọn được địa điểm, vị trí mặt bằng diễn ra lễ khánh thành, vị trí trồng cây xanh trong khuôn viên công ty, lên danh sách khách mời, khung tổng thể chương trình với thời lượng khoảng 120 phút lễ cắt băng khánh thành nhà máy phân bón sông lan tây bắc được tổ chức nhằm khẳng định chủ trương quy hoạch phát triển công nghiệp gắn với phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh sơn la tập trung phát triển mạnh mẽ nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp tuần hoàn xanh trên địa bàn tỉnh đây cũng là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu những dấu mốc trong quá trình xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động của nhà máy sản xuất phân bón sông lan tây bắc đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty cổ phần phân bón sông lan tây bắc đến với quý đối tác khách hàng và bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Toàn huyện Văn Hồ hiện có 14.700 ha đất sản xuất nông nghiệp, với lợi thế đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ là tiềm năng lợi thế trong phát triển nông nghiệp của huyện. Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, huyện Văn Hồ đã triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên phát triển về cây ăn quả, rau, cây dược liệu, chè, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, lâm nghiệp. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự quyết tâm vươn lên để có cuộc sống tốt hơn của người dân, Vân Hồ đã có 4.143 hecta cây ăn quả các loại, chủ yếu là cam, nhãn, xoài, bưởi, mận hậu, chuối, sản lượng bình quân đạt 8.820 tấn quả các loại trên năm. 1.372 ha chè, sản lượng 9.300 tấn búp tươi trên năm, 624 ha cây gai xanh, sản lượng 2.059 tấn trên năm. 8.800 ha gieo trồng các loại cây lương thực có hạt với các loại giống mới, sản lượng trên 44.400 tấn. Đặc biệt, huyện đã có 6 sản phẩm ô cốp, gồm 3 sản phẩm 3 sao và 4 sản phẩm 4 sao. Hiện nay, huyện có trên 20 ha trồng cam đường canh và quýt ngọt được sản xuất theo quy trình hữu cơ, xây dựng mới 12 nhà màng, nhà lưới với diện tích khoảng 4.000 m2. Cùng 10 mô hình tưới nhỏ giọt mới được triển khai, nâng tổng diện tích ứng dụng công nghệ này đạt trên 40 hectare. Điểm nhấn trong phát triển nông nghiệp bền vững của huyện Vân Hồ đó là phát triển cây ăn quả, phục vụ nhà máy chế biến quả, nước hoa quả công nghệ cao của tập đoàn TH, nhà máy chế biến nông sản IC Food Sơn La và các nhà máy khác trên địa bàn. Trong năm 2022 đã cung cấp cho các nhà máy được gần 1.200 tấn rau quả. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong năm 2022, huyện Mai Sơn luôn quan tâm phát triển và duy trì các hình thức kinh tế tập thể theo hướng phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả, đã thành lập mới 25 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện có 177 hợp tác xã. Trong đó, 159 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 18 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tín dụng, với tổng vốn điều lệ 401 tỷ 476 triệu đồng. Việc phát triển các hợp tác xã đã có phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn các hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động liên kết sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, mạnh dạn sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên địa bàn. Năm 2022, huyện Mai Sơn đã tổ chức kiểm tra 23 hợp tác xã. Qua kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn chấn chỉnh việc hoạt động của các hợp tác xã, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các hợp tác xã và giải thể ba hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Trong tháng 1 năm 2023, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 849 tấn, tăng 7,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 815 tấn, tăng 7,55%, tôm đạt 23 tấn, tăng 6,02%, thủy sản khác 12 tấn, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước trong tháng đạt 733 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá là 725 tấn, thủy sản khác 8 tấn. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 117 tấn, trong đó cá 90 tấn, tôm 23 tấn, sản lượng thủy sản khác 4 tấn. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng khai thác tăng 5,99%. Nguyên nhân tăng là do diện tích nuôi trồng tăng và nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão hành 2023 đã tăng. quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác gia đình trong tình hình mới theo chỉ thị số 06 của Ban Bí Thư, các chỉ thị chiến lược chương trình kế hoạch đề án, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh. Là mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình, gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về giá trị gia đình, tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống ngay từ trong gia đình, giáo dục phòng ngừa tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ. Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về gia đình gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phòng chống xâm hại trẻ em chăm sóc người cao tuổi giúp đỡ hỗ trợ các gia đình nghèo khó khăn xây dựng môi trường gia đình văn minh hạnh phúc tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc giá trị gia đình xây dựng nhân cách đạo đức lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình nhà trường và xã hội triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đồng bộ trên địa bàn tỉnh xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác gia đình và lĩnh vực gia đình nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác gia đình các cấp xác định việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm là một trong những giải pháp cơ bản mang tính bền vững nên thời gian qua tỉnh sơn la đã thường xuyên quan tâm tới công tác giải quyết việc làm cho người lao động Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Tổng doanh số cho vay đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là trên 334 tỷ đồng với trên 6.100 dự án vay vốn tạo việc làm cho gần 6.700 lao động. Chương trình Việc làm tháng 1 năm 2023 đã chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 1.549 người. Tổng số lao động đi làm việc ngoài tỉnh đến nay trên 91.500 người. Tổng số lao động đi làm việc trong tỉnh gần 5.700 người gồm luân chuyển giữa các huyện thành phố, các cụm công nghiệp Phú Yên, Mộc Châu và khu công nghiệp Mai Sơn. Trong tháng 1 đã thẩm định và trình ban hành 284 quyết định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương ra soát về cung cầu lao động, đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, tuyển dụng lao động vào làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đồng thời huy động tập trung các nguồn lực để tạo công an việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 63 tân binh huyện Bắc Yên trước khi lên đường nhập ngũ đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Đây là lớp cảm tình đảng đầu tiên dành cho tân binh, góp phần tạo nguồn nhân lực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Các tân binh được học tập, quán triệt các nội dung, khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn được thông tin tình hình thời sự, kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ của địa phương năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cháu cảm thấy rất vinh dự được tri bộ bản giới thiệu cháu lên học sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện để thành người đảng viên. Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là cơ sở để các tân binh phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống trong môi trường quân đội để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi đón Tết Quý Mão 2023, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị đón và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, ghi nhận của nhóm phóng viên vì chủ quyền an ninh biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã tập trung cao cho việc tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023 về huấn luyện tại đơn vị. Nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm công tác, Đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn nghỉ của bộ đội, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Một trong những nội dung ưu tiên triển khai là củng cố sơn sửa mới doanh trại, sắp xếp nơi ăn ở, hệ thống giường tầng, chăn màn, đệm chống rét và doanh cụ sinh hoạt. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để ngay khi nhập ngũ, chiến sĩ mới có điều kiện tốt nhất để yên tâm huấn luyện. Các tân binh ở nhiều địa bàn khác nhau, trình độ cũng khác nhau và mới vào môi trường quân đội nên sẽ không đồng đều về tiếp nhận các kiến thức trong huấn luyện. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đã xây dựng biên chế khung đại đội huấn luyện, tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện, thống nhất cách soạn giáo án bài giảng cho từng nội dung, khoa mục. Chúng tôi đã phân công cho từng đồng chí trong tổ giáo viên tổ chức soạn thảo giáo án, tổ chức thực luyện giáo án theo đúng chuyên ngành đã được phân công, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là các nội dung mới để có thể truyền đạt tới chiến sĩ một cách hiệu quả nhất song song với đó ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động ra soát kiện toàn đội ngũ cán bộ nhất là cấp tiểu đội trung đội tổ chức tập huấn từ tiểu đội trưởng đến cán bộ đại đội qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm vào củng cố kiến thức kỹ năng thống nhất về phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới đạt hiệu quả ngay từ ngày đầu tuần đầu từng cán bộ thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới Năm nay thì chúng tôi tổ chức tiếp nhận 120 đồng chí chiến sĩ mới. ngay từ đầu năm chúng tôi đã tổ chức kiện toàn cán bộ khung và thành lập một đại đội, 4 trung đội và 12 tiểu đội làm công tác tiếp nhận chiến sĩ mới đảm bảo theo đúng quy định. Năm 2023, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 6 huyện biên giới là Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốc Cộp và công dân nhập ngũ thuộc thành phố Sơn La do đặc thù nơi đơn vị đóng quân nên việc bảo đảm sức khỏe cho bộ đội được chú trọng. Việc tăng gia sản xuất cũng được ban chỉ huy tiểu đoàn chú trọng, tăng cường trồng các loại rau phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Tây Bắc, trồng sen canh gối vụ để lúc nào cũng đảm bảo có rau sạch cho bộ đội. Với việc chuẩn bị chu đáo, tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội phòng tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, hứa hẹn có một mùa huấn luyện giỏi. Năm 2022, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thuận Châu cơ bản được đảm bảo. Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Đây là đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự huyện Thuận Châu. Theo đó, lực lượng chức năng huyện Thuận Châu đã phát hiện 259 vụ việc Điều tra làm rõ 258 vụ, xử lý 332 đối tượng vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đã phát hiện và bắt giữ 27 vụ, 38 đối tượng, thu giữ 9.579,7 gam heroin, 375 viên ma túy tổng hợp, 16.952 gam ma túy khác, một khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, tiếp tục quản lý 647 người nghiện ma túy, loại khỏi diện người nghiện 1.032 người, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 319 người. Trong năm qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương, phát hiện xử phạt hành chính 830 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước 101 giấy phép lái xe, tạm giữ 162 xe. Cùng với đó, huyện Thuận Châu đã tổ chức 248 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng chống tội phạm, với trên 22.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Tin cảnh báo rông tố lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi tỉnh Sơn La. Trong những giờ qua, theo dõi ảnh radar thời tiết xác định được những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và rông trên khu vực các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phú Yên và thành phố Sơn La. Cảnh báo khoảng những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Yên Châu, Mộc Châu và Vân Hồ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp 1. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.